Mừng xuân! Lipovitan cho ta đầy quan. Lipovitan mua chỗ bạt ngàn. Lipovitan sức căng lực tràn cho đời sáng tràn. Mừng xuân! Cho người phương xa trở về nhà, vì Tết là nhà, suốt ngày ăn khát. Nước tăng lực Lipovitan, Tết tràn năng lượng. 5 tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ các thảo dược, xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vì có vì ho đan, ngại chi ho gió ho khan. Vì có vì ho đan, ngại chi viêm họng khán tiếng. Vì có vì ho đan, hỗ trợ bổ phế giãn đờm. Siro vì ho đan với thành phần thảo dược thiên nhiên, dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng khản tiếng. Dược phẩm trung ương 3, chăm sức khỏe, gửi niềm tin. Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá không à? Lưu thông máu kém rồi. Thường xuyên mất ngủ, nhớ trước quên sao? Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm, dùng ngay sản phẩm của dược phẩm trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Sản phẩm tốt như vậy với cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi. Dược phẩm trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Jinsu, vạn món ngon bùng vị. Jinsu Foods. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross tops in my mind. On my own, here we go. Siro Pequia, thông thoáng đường thở cho người khó thở, dùng cho người ho hen, hen suyễn, hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, sản phẩm của dược phẩm Pequia. Bây giờ là 12 giờ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng năm 2023. Nhiệt độ xuống thấp, các địa phương miền núi Bắc Bộ tăng cường phòng chống rét, nhưng tuyệt đối cảnh giác khi mà sưởi ấm bằng than. Hạ viện Mỹ cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị do Hạ viện Mỹ quản lý do một số vấn đề liên quan đến bảo mật. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền Việt Nam.
Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành năm 2023. Dự và phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành cần chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân để khởi tố điều tra hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, hành vi tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định. Qua đó làm tốt vai trò của viện.